503. Đây là tổ ấm của mình. Nhà mình đó hả? Nhà mình đó. Wow. Ủa? Chó nhà xe anh đó. Dễ thương quá vậy. Ngoan lắm. Bu hả? Bu. Nó đừng sợ đấy. Này giao bu cho Harry. Ok. Trong... Harry thích chó rồi đúng không? Hello. Ngoan luôn, thấy không? Chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp kiểu này chắc chăm con giỏi lắm nè. Ôm vợ em bé nha. Ừ, thì... Trời. Nằm ngoan không? Ngồi. Ngồi yên. Ngồi yên. Thấy không? Biết ngồi luôn á. Ngồi. Hay quá vậy. Khóc cha đi. Đứng yên. Đứng đó. Ngồi yên nha. Ngồi yên chỗ đó. Không được đi đâu hết. Harry, ngồi kia nữa. Vậy chắc sau này đặt một cái CCTV ở nhà thấy hay một con chó với một người chồng. Nấu ăn hả? Ừ, nấu ăn. Bu. Bu. Bu ơi, lại đây. Thường sống thử mấy cặp tình nhân làm gì ta? Harry suy nghĩ gì? Harry đang nghĩ mình nên làm cái gì ở đây? Tại vì nãy trên cuốn sổ đó ghi là hãy như một đôi vợ chồng phải không? Ừ. Nhà đây rất sạch sẽ rồi. Thiệt luôn á. Mình không cần phải làm gì hết. Ở đây nhà mình chứ mình thoải mái một xíu đi. Wow. Thư giãn thoải mái thật sự. Nhìn vậy là hiểu rồi nha. Sau này khổ lắm. Ai mà ở hai cái Harry kế bên cạnh chắc sướng lắm. Ở đây nè Harry. Nay đi làm anh mệt á. Đúng rồi. Chuyên gia massage. Nó lẽ nãy mình đi massage nhưng mà không đi được. Harry ráng nha. Bu ơi, lại đây chị massage cho em Bu nè. Trời, chịu khó nha Bu, 2 tiếng thôi. Về nhà, đi làm về. Có chồng ngồi chờ. Xong rồi chồng ngồi chờ. Ngồi đó chờ phải không? Thôi hồi nãy phải không? Đúng không Bu? Bu. Nhớ nhà nhớ mẹ. Thôi anh là mẹ sẽ cho thơm cho thơm. Ở nhà cũng thơm vậy. Nó ngoan như vậy mà. Ngoan cái gì, nó chảnh đó. Không có im lặng nha, im nha. Nè. Tôi cảm thấy hơi lo lắng về tương lai. Ngồi yên. Ngồi yên nha. Ngồi yên, ngồi yên. Chứng kiến anh chị hạnh phúc. Ngồi yên đó. Bây giờ mình làm gì đây anh ấy? Anh ấy. Mình... Thôi mình làm gì? Nghỉ ngơi xíu rồi mình đi chợ đi. Cá chiên. Ồ, cá chiên hôi lắm. Ừ. Nhà người ta. Cá chiên hôi lắm. Bò xào. Còn kia cũng có mùi dữ lắm. Bu ơi, tối nay món này lan đi. Món này lan có món gì? Mấy cái đó khó mua lắm. Đơn giản, món mà đơn giản nhất. À, Harry thích ăn cà chua xào trứng. Nghe muốn ly dị luôn. Cũng được, món đơn giản thì không? Là thôi bây giờ mình đi siêu thị mua đồ. Biến quá. Chết vậy hả? Thấy chưa? Tôi nói dữ rồi không tin.